Chào mừng các anh chị quay trở lại với bài giảng số 2. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách gầy số 5, 6, 7, 8, 9 và phép trừ số 5. Sau bài giảng hôm trước thì có một số anh chị có gọi điện và hỏi tại sao không dạy số hàng triệu, hàng tỷ ngay. Em xin thưa đó là hiện tại trên YouTube có rất nhiều video hướng dẫn dạy các bé có thể gầy ngay các số hàng trăm, hàng nghìn. Tuy nhiên học xong thì các bé chỉ để tham khảo thôi chứ không thể tiến bộ được. Thứ hai là lão tử đã bảo rồi, hành trình vạn dặm bắt đầu bằng những bước đi nhỏ bé đầu tiên. Em sẽ dạy anh chị từng bước một, tiến bộ từng cấp một thì các bé sẽ có thể tính nhẩm được. Và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu ngay bài giảng số 2. Vâng, bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị gầy số 5, 6, 7, 8, 9. Trước hết chúng ta phải xóa bảng tính. Số 5 chúng ta sẽ gầy như nào? Chúng ta sẽ dùng ngón trỏ, anh chị nhớ nhé. Số 5 dùng ngón trỏ, chúng ta gầy một hạt từ trên xuống. Đây chính là số 5. Và anh chị nhớ là phải gầy đúng cột đỏ này, có hạt đỏ. Đây là hàng đơn vị. Buổi trước em đã hướng dẫn rồi. Em xin phép gầy lại. Xóa bảng tính. Số 5 dùng ngón trỏ gầy một hạt từ trên xuống. Có thể anh chị gầy từ đây cũng được, miễn là đúng cột đó. Đây cũng được, đây là số 5. Tiếp theo là số 6. Số 6 gầy như nào? Anh chị dùng hai ngón, ngón trỏ và ngón cái. Chúng ta gầy cùng lúc hai hạt. Đây chính là số 6. Xóa bàn tính. Tiếp theo là số 7. Đây là số 7. Số 8 như nào? Đây chính là số 8. Số 9 như nào? Đây chính là số 9. Anh chị nắm rõ chưa? Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành. Anh chị nhớ truy cập trang web fujisoroban.com để download bài thực hành này. Câu đầu tiên, 1 cộng 5. 1 gầy ngón cái, cộng 5 dùng ngón trỏ. Đáp án bằng 6. Tiếp tục 2 cộng 5. Đáp án bằng 7. 3 cộng 5. Đáp án bằng 8. 4 cộng 5. Đáp án bằng 9. Ok. Câu dài hơn, ví dụ 5 cộng 2 cộng 2. 5 cộng 2 gầy ngón cái. Cộng 2 tiếp gầy ngón cái. Đáp án bằng 9. Rất đơn giản đúng không anh chị? Tiếp theo em sẽ hướng dẫn anh chị cách trừ số 5. Trừ 5 như nào? 5 trừ 5. Trừ 5 chúng ta sẽ dùng ngón trỏ nhé, anh chị nhớ nhé. Cộng ngón cái, trừ ngón trỏ, trừ 5 chúng ta gầy một hạt lên. Đáp án bằng 0. Tiếp tục 6 trừ 5. 6 trừ 5 dùng ngón trỏ. Đáp án bằng 1. Câu dài hơn. 1 cộng 5 cộng 3 trừ 5. 1 cộng 5 cộng 3 trừ 5. Anh chị nhớ quan sát tay đúng như em thực hiện. Đáp án bằng 4. Anh chị tải bài học về để cho các con thực hiện theo. Cảm ơn anh chị.